Hữu lại nói, vẫn là lời nói trong sớ sao. Đáng trì Phật danh, tức sanh bị quốc. Tắc hoặc cao hoặc hạ, hoặc phàm hoặc thánh, nại chỉ hoặc tính hoặc nghi hoặc tán hoặc hủy, tri hữu bỉ Phật, tiện thành thiện căn, đa kiếp đa sanh, cựu mông giải thoát. Cao hạ ở đây là nói về căn tánh. Hiện tiền chúng ta đây, bất luận là trình độ của bạn cao hay trình độ của bạn thấp, hoặc bạn là thánh nhân, bạn là A-la-hán, bạn là Bồ-tát, hoặc bạn là phàm phu. Phàm phu có thiên nhân phàm phu, súc sanh cũng là phàm phu, ngã quỷ địa ngục cũng là phàm phu. Hoặc là bạn tin, hoặc là bạn hoài nghi, hoài nghi cũng có thể giảng sanh. Làm sao mà hoài nghi cũng có thể? Hoài nghi mà thật tu, chẳng phải là họ không tu, chân thật niệm. Họ niệm với cái gì? Họ niệm với tâm hoài nghi. Tôi niệm chết bỏ, xem có thể được giảng sanh hay không. Không được giảng sanh thì thôi, còn được giảng sanh thì chẳng phải là tốt sao? Họ niệm Phật với tâm niệm như thế, sự siêng năng của họ tuyệt đối không kém gì người khác. Cho nên họ đã thành công, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, biên địa nghi thành khá lắm, cũng không thối chuyển nữa. Biên địa nghi thành 500 năm thì họ sẽ giác ngộ, hoặc hết nghi hoặc, nghi hoặc đoạn rồi thì nhập phẩm. Vậy người này ở phẩm vị nào cũng không nhất định, phải xem sự công phu của người đó. Cho nên thật sự thành tựu tam bối cửu phẩm trong tứ độ đều ở trong một niệm. Sau khi đoạn hết nghi, nhất niệm của người đó, công phu của tâm niệm đó nếu như sâu, thì phẩm vị lập tức được nâng cao, được thăng tiến. Nó không phải là từng cấp bậc từng cấp bậc, có thể một lần mà nâng phẩm vị lên rất cao. Đó là mỗi con người chúng ta căn tánh không giống nhau. Hoặc tán hoặc hủy. Bạn tán thán Phật A-di-đà, bạn hủy bán Phật A-di-đà. Khi vô tri, khi không hiểu rõ, bạn hủy bán. Gặp được thiện hữu giảng giải cho bạn, bạn hiểu rồi, bạn sẽ sám hối, bạn sẽ tán thán. Bất luận là hủy bán hay tán thán, bạn biết có Phật A-di-đà thì trong thức A-lại gia của bạn sẽ có chủng tử Phật A-di-đà. Đó chính là thiện căn. Đời này không thể thành tựu, lai sanh hậu thế, đa kiếp đa sanh, cựu mông giải thoát. Bạn có thiện căn này, sau này gặp được thiện duyên, chắc chắn bạn giảng sanh tịnh độ. Cho nên trong pháp môn này thường nói rằng, nhất liệt nhĩ căn diễn di đạo chủng. Bạn thấy được hình tượng của Phật A-di-đà, biết được vị Phật này là Phật A-di-đà, nghe thấy âm thanh niệm Phật, nghe thấy lời đọc tụng kinh điển, đều hình thành chủng tử trong thức A-lại gia. Chủng tử này chư vị tổ sư gọi là chủng tử kim càn, diễn diễn bất hoại. Đa kiếp đa sanh, kiếp nào đó bạn được thân người, lại gặp được pháp môn này, là có thể thành thục.
Các bạn học theo pháp môn Tịnh Tông cần nên biết, chúng ta gặp được pháp môn này chắc chắn không phải chỉ kiếp này mới nghe thấy. Trong kiếp quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, không biết đã gặp được bao nhiêu lần rồi, mới có được thiện căn ngày nay. Vừa nghe thấy là hoan hỷ, vừa nghe thấy là có thể chấp nhận. Điều này nói lên trong kiếp quá khứ, đối với pháp môn này bạn đã quen thuộc lắm rồi, vì sao khi đó không được giải thoát? Chỉ có một nhân tố, là không buông bỏ tình chấp. Đối với thế gian này vẫn còn nhớ, nặng nhất trong sự nhớ đó chính là tình chấp. Bạn không buông bỏ nó được. Bạn không buông được cái này, giống như thầy Lý từng nói, bạn sẽ không thể tránh khỏi trường kiếp luân hồi. Bạn ở trong luân hồi lục đạo, không dễ gì gặp được Phật Pháp. Bạn nghĩ thử xem, nếu như kiếp sau bạn được thân người, toàn thế giới có hơn 60 ức người, bạn là một trong số đó, bạn sanh ở khu vực nào, bạn có cơ hội gặp được Phật Pháp hay không? Nghe được Phật Pháp, nghe nói có vị Phật, nghe nói có Phật giáo, bạn biết được pháp môn Tịnh Độ chăng? Không dễ đâu, rất khó đấy. Còn khó hơn trúng số độc đắc nữa. Cho nên đời này chúng ta thật sự đã trúng số độc đắc, nhất định bạn phải nắm bắt lấy. Thật sự có thể nắm bắt được thì đời này chắc chắn bạn thành tựu. Pháp môn này quảng đại, không cần chấp vào càn tánh gì. Bạn nói tôi tu không giỏi, tu không giỏi cũng có thể đi được. Chỉ cần thật sự có thể buông bỏ vạn duyên, những chuyện tạp nhạp của thế gian này không còn vướng mắc nữa. Vướng mắc những việc này nghĩa là nguồn gốc của lục đạo luân hồi bạn vẫn chưa đoạn. Chuyện gì cũng phải buông bỏ. Trong tâm chỉ có Tây Phương Tịnh Độ, chỉ có Phật A-di-đà thì chắc chắn bạn được giảng sanh, chắc chắn một đời được thành tựu. Cho nên cuối cùng tổng kết, tổng kết ở đây rất hay. Chí ư đường thị, nhược vấn hà nhân chánh thị đương cư. Ở đây bạn muốn hỏi người như thế nào là bậc đương cư của pháp môn Tịnh Độ. Bậc đương cư của pháp môn này, ngày nay chúng ta giảng kinh Vô Lượng Thọ, đương cư của kinh Vô Lượng Thọ, bất luận là nam nữ lớn nhỏ, bất luận là phú quý bần tiện, thượng trí hạ ngu, cửu tu sơ tập, sơ tập là sơ học, túc căn lợi độn, thiện ác sai biệt, không cần hỏi về những thứ đó, chỉ yếu ư thử pháp môn năng sanh thật tính. Then chỗ của câu này ở chữ thật, chân thật, không hề có một chút hoài nghi nào. Chân tính, chân tính phát nguyện, bạn phải chân tính thì mới thật sự muốn cầu sanh cực lạc. Thật sự muốn về thì
thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Ở trong Tịnh Độ Tam Kinh. Tam Kinh đều giới thiệu với chúng ta về thế giới cực lạc. Chúng ta nên suy nghĩ thế nào về Tam Kinh này? Trong Tam Kinh nói về quê hương của chúng ta. Phật A-di-đà giống như cha mẹ của chúng ta. Chư thượng thiện nhân và Bồ Tát Đặng Giá vô lượng vô biên, giống như anh em huynh đệ của chúng ta vậy. Bản thân chúng ta không biết, bỏ nhà ra đi, chịu nhiều sự đau khổ như thế. Bây giờ biết được ở nhà hay, nên gấp rút quay về. Đừng chịu những sự khốn khổ đó nữa, oan uổng, không đáng. Tung nguyện khởi hành. Hành cách nào đây? Hai cầu dưới đây: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ, không còn mê hoặc nữa. Nhất tâm nhất ý cầu sanh Tịnh Độ. Tâm ở đây chính là Đại Bồ Đề tâm. Một phương hướng là Tây Phương, một mục tiêu là thế giới cực lạc. Một lòng một dạ muốn thân cận Đức Phật A-di-đà. Người như thế đúng là đường cờ. Chúng ta suy nghĩ thử xem, chúng ta có muốn làm người như vậy hay không? Nói cho quý vị biết, làm người như thế không khó đâu. Việc khó ở thế gian này là cầu người khó, lên trời khó. Cầu người khó, chuyện này là cầu chính mình, không cầu người khác. Bản thân mình thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch thì vấn đề được giải quyết thôi. Cho nên giảng sanh về thế giới cực lạc, việc cần thiết nhất là gì? Nghe kinh. Việc này không giả dối chút nào. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, 49 năm giảng kinh thuyết pháp, chẳng ở không một ngày nào. Đó là gì? Đó chính là từ bi tế thế, phổ độ chúng sanh. Hóa giải tai nạn của chính bạn. Bần cùng khốn khổ, tật bệnh của bạn, những việc bất hạnh xảy ra trong gia đình bạn, kinh điển sẽ dạy bạn. Ngày nay xã hội hỗn loạn, ngày nay tai biến khác thường. Nếu bạn thật sự nghe kinh thì bạn có thể hóa giải được. Đức Phật đối với tất cả chúng sanh có tâm từ bi vô tận, trí huệ vô tận, đều nằm trong kinh điển. Bạn không nghe kinh, bạn sẽ không hiểu được. Bạn không nghe kinh, bạn sẽ không buông bỏ. Nếu bạn hiểu rõ ràng, minh bạch Phật Pháp trong kinh điển, chẳng cần khuyên mà tự nhiên bạn buông bỏ, không còn lưu luyến nữa. Bởi vì bạn hiểu rõ, bạn giác ngộ rồi. Bạn không chịu buông bỏ những thứ đó đều là rác rưởi. Những thứ đó đều là sai lầm. Bạn buông bỏ rồi thì bạn sẽ quay trở lại chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Bạn sẽ quay về. Đó là điều tự tánh vốn sẵn có. Trí huệ của bạn hiển tiền, bạn mới thật sự có năng lực
giúp cho tất cả những chúng sanh khổ nạn. Có thể giúp cho người khác thì đương nhiên là có thể giúp cho chính mình. Giúp cho chính mình trong đời này viên thành Phật đạo. Chúng ta không cần phải kéo dài thời gian như thế. Hôm nay quả nhiên hiểu rõ ràng minh bạch. Thì bây giờ đây chúng ta đã đồng tâm với Phật A-di-đà rồi. Phật A-di-đà là tâm gì? Là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đây là tâm của Phật A-di-đà. Ta tương đồng với Ngài, đồng một nguyện vọng với Phật A-di-đà, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cụ thể có nguyện vọng này chính là 48 đại nguyện mà bộ kinh này nói. Trong phẩm thứ 6 nói: đồng nguyện với Phật A-di-đà, đồng giải với Phật A-di-đà. Bộ kinh này thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch. Nhất hướng chuyên niệm là đồng hành với Phật A-di-đà. Bạn xem bạn có bốn cái đồng với Phật A-di-đà: đồng tâm, đồng nguyện, đồng giải, đồng hành. Đây chính là hoàn toàn tương ưng. Hoàn toàn tương ưng, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Bạn không giảng sanh thì ai giảng sanh chứ? Tứ độ tam bối cửu phẩm, xem tâm lượng của bạn. Nếu bạn còn vì mình, vì chúng sanh trên địa cầu này, bạn sanh về phàm thánh đồng cư độ, nhỏ mà. Nếu như bây giờ tâm lượng của bạn mở ra, niệm niệm của tôi đều vì tất cả chúng sanh trong biển pháp giới hư không giới. Tôi không phải vì hệ ngân hà, tôi không phải vì hệ thái dương, tôi tuyệt đối chẳng phải chỉ vì quả địa cầu này. Bạn về thế giới Tây Phương Cực Lạ, chắc chắn sanh về thật báo trang nghiêm độ. Tâm lượng lớn như thế, tâm lượng nhỏ chỉ có quả địa cầu. Ngoài quả địa cầu ra vẫn chưa nghĩ tới, đó là phàm thánh đồng cư độ. Cho nên tam bối cửu phẩm là xem tâm lượng của bạn, chứ không xem cái khác.